Thưa bác, tôi theo pháp môn Thiền tông đã lâu, nhưng vì cuộc sống làm nghề sửa sắc đẹp, phun xăm tạo nét trên mặt phong thủy cho người cho khách hàng yêu cầu, thì cái này có bị mê tín không và có ảnh hưởng gì trên con đường tu tập pháp môn Thiền tông không? Tu Thiền tông là cái tu thôi, còn sửa sắc đẹp làm gì, vẫn nhầm dân dập của mình, cái nghề của mình. Có nghĩa tu Thiền tông muốn tạo công đức thì mình sửa sắc đẹp, mình có tiền mình này sách tặng thì kia, nó đâu liên quan đến cái nghề nghiệp của mình. Có nghĩa là bây giờ tôi nói cái Thiền tông mà cái bằng tay đồ tể buông đau thành Phật còn được không, sửa sắc đẹp mà có gì đâu mà ngại, thấy không? Đừng có lo cái đó, cái này hơi tưởng hơi nhiều chút, bỏ tưởng đi. Rồi hỏi tiếp đi. Con làm nghề viết nhạc, thơ, thu âm, ca hát, cảm xúc vui buồn không ổn định. Vậy cho con hỏi, con muốn về Phật giới thì có nên bỏ nghề này hay không? Về nghề, mình sống nghề nào làm nghề nấy, không có bỏ gì trời đâu. Mà muốn về Phật giới là có công đức, chơi thôi, cái nghề nào cũng được. Nhưng mà nên nhớ con điều đừng sát sanh thôi. Nghề gì cũng được, thế gian này nhà nước cho làm gì cũng được, nhưng mà đến nhớ là cái nghề sát sanh là nó khó mà cho tạo cái công đức đó. Nghề sát sanh nó khó, có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, con biết Thiền tông đã được 2 năm, con tha thiết muốn được trở về Phật giới. Nhiều lần con muốn bỏ nghề xem bói nhưng không hiểu vì sao con vẫn chưa bỏ hẳn được, mong thầy chỉ giúp con cách để từ bỏ nghề này được không ạ? Bỏ nghề này rồi có nghề nào sống không? Nếu bỏ cái nghề này có nghề nào sống thì bỏ. Còn không có vẫn xem, làm bạn với của hồn không sao. Lấy cái số tiền làm bạn của hồn này đem làm một mớ công đức thì vẫn thua gì, mình hiểu thôi. Nếu mà bỏ cái nghề này có nghề nào làm tiền thì nên bỏ. Còn không có, đừng có bỏ. Vẫn xem, nhưng mà mình nên nhớ một điều á. Coi bằng vật lý, không coi bằng cái cõi âm nữa. Đa số những người mà ta coi bói thì thường âm dựa. Còn nếu mà mình mà không âm dựa thì phải coi bằng vật lý. Coi tướng tai, tướng mắt, tướng mũi, chỉ tai, chỉ chân gì coi hết. Học cái đó đi thì nó giống y như cái kia thôi nha. Còn cái cõi âm thường thường đó là mình ưa hù người ta. Ví dụ bây giờ tôi nói cái chỉ tay ông đó là 80 tuổi chết đó, không cách nào thoát được. Muốn thoát ra được thì anh phải làm phước, thì cái chỉ tay anh nó sẽ kéo nữa. Phước đức mà, thì nó cứu giãn được cái tuổi thọ. Còn hồi đó nếu mà ấn định tới đây 80 tuổi mà anh không làm phước nữa, mà anh làm ác nữa thì nó thụt lại. À, còn lòng phước nó kéo lên, có vậy thôi. Còn cái mà gọi là coi bói mà âm dựa thì nó dứt khoát. Nhưng mà cái người coi bói nó có hậu quả về sau. Hậu quả về sau là anh nói thêm, anh mà nói đúng không sao, mà anh nói thêm là anh chịu. Ví dụ người ta nói ngày mai anh bệnh đó, được bắt đầu hù, bệnh chết rồi. Thì hù đó, để chi? Để cúng gì coi mẹ gì đâu. Cúng đi bữa nay cúng 1 triệu nó sống có thêm 1 năm nữa thôi, cúng 10 triệu đi được 10 năm. Rồi là phá vỡ vật lý của người ta. Mình làm nghề trên trái đất này, nhà nước cho mình làm cái nghề gì, làm cái nghề đấy. Thấy không? Nhưng mà phải trung thực. Đừng có hù dọa người ta, xí nhất là hù dọa người ta. Mày không tin nữa mày xuống địa ngục rồi chết, cái câu đó là chết. Để chi? Để người ta cúng giải hạn thì mới có cái vụ cúng sau giải hạn. Cái đó người ta lừa mình thôi chứ làm gì có gì cúng sau giải hạn. Rồi hỏi tiếp đi. Thì có một em cũng tu Thiền tông, nó cũng đang học Thiền tông. Em nó làm cái nghề biển và sinh ra đó là ở trên biển, cho nên nghề của em là đi đánh cá để mưu sinh cuộc sống gia đình. Và em lo lắng là nếu mà em làm cái nghề đó như vậy, em có học Thiền tông được hay không? Nếu mà học được thì em phải cần làm sao? Bây giờ á, nên nhớ một điều á. Bây giờ nên nhớ một điều á là mình làm cái nghề gì không thành vấn đề. Ông Phật nó kêu bằng gì?
cái tay đồ tể mà còn thành Phật nữa, không chứ cái ông đánh cá nhầm gì đâu, phải không? Nhưng mà nếu mình muốn ấy thì mình học đúng cái trong này, nhưng mà mình phải tạo được một phần công đức để đi về. Quan trọng nhất là cái công đường đi về. Đánh cá mình đâu có phải giết đâu, cái đấy là cái thế gian này, nó là đánh cá là để quân bình lại cho cái sự sống ở đây. Mình không đánh cá, nói thiệt cho nè, tôi nhớ hồi mà khi mà Cơ Mẹ Đỏ nó chiếm ở bên Campuchia đó, 4 năm thôi, không ai đánh cá cái biển hồ, không dám dò, bò cái dò, bỏ cái dò xuống, mấy chị đặt về cá vậy. Thì cái biển mình được, nếu không đánh cá thì chừng 10 năm thôi, không ai dám bơi ra biển đâu. Đó là lúc gọi là cân bình, quân bình âm dương lại ở trong thế giới này. Cái đó cái nghề vậy thôi, đừng có lo chị đó. Nhưng mà mình cho đúng rồi mình phải thực hiện đầy đủ, và thứ nhất phải tạo được công đức, mà hiểu được cái đường về Phật giới này. Công đức ít cũng được, nhưng mà hiểu đường về Phật giới. Rồi con hỏi tiếp đi. Người học thiền tông sống nghề gì thì cứ làm nghề đó, mà phải tuân thủ quy luật nhân quả của nơi trái đất này. Vậy người sống như thế nào thì đúng với luật nhân quả? Bây giờ nói thế giới này mình làm cái gì nó cũng bị nhân quả hết, không có trúng luật gì trời đơn. Có nghĩa là thế giới này mình làm cái nghề gì cũng được, nhưng mà nếu muốn về Phật giới phải tạo công đức. Nên nhớ rằng mình sống thế giới này làm hành cử chỉ, hành động, suy nghĩ đã là bị nhân quả rồi đó. Nhưng mà thoát ra nhân quả này là ai thực thi? Là do ông thần. Mà khi mãn cuộc đời của mình rồi, mình có công đức, ông thần dám thực thi nhân quả không? Là tự mình giải thoát mình về. Nhưng mà vượt về mình phải hiểu công thức. Thì công thức là khi nào mà quyền ký của Đức Phật công bố ra mới hiểu được công thức. Chứ thế giới này làm cái gì nó cũng bị nhân quả hết. Bây giờ nói thiệt á, bây giờ anh buôn bán, nếu mà nói lời 10% là lỗ, thấy không? Thì có lúc nào ế lắm thì bán lời 10%, còn ế phải lên 20-30% là bị nhân quả. Nhưng mà cái đó thế gian không cần. Có nghĩa là khi nào tôi muốn về Phật giới, thế gian này làm cái gì cũng được, nhưng mà điều mình tạo cái phước dương thì cái phước âm nó không có chi phối mình được, mình hưởng phước dương. Còn mình mà tạo gì ác đức hay phước đức gì cũng được, nhưng mà khi đã về Phật giới có công đức, tôi về đây là âm dương trả lại cho thế gian này, nó không thua vậy đó. Còn người ta nói thì mình ở thế gian này làm gì thì cứ làm cái chuyện đó, nhưng mà làm một cách đàng hoàng vậy thôi. Chứ sự thật của mình, giờ mình hù nói là nó làm cái gì cũng nhân quả, người ta yếu á, mấy người ta tin không tin sâu, ta bỏ không được, ta hoang mang. Mà khi thiền tông nó nói ra rồi á, trên thế gian này nó có lực âm dương, anh dương nhiều thì đẩy ra khỏi trái đất, âm nhiều ở trái đất, công đức nó đẩy ra ngoài trái đất, anh phải đi ra đó. Đi ra nhưng mà phải biết cái công thức. Khi nào quyền ký công bố ra, cái pháp môn thứ sáu được công bố ra thì mới biết đi ra. Chứ trước công bố quyền ký có ai dám tuyên bố về Phật giới không? Bây giờ nhiều ông thầy tu 50 năm hỏi giác ngộ gì hoàn toàn không biết. Làm sao đây? Chữ giác ngộ thôi. Và nhiều ông thầy tu từ 15-20 tuổi mà tu tới 90 tuổi hỏi giác ngộ gì không biết. Làm sao đây? Nó khó là khó đó. Bây giờ ông Phật ông nói khi nào quyền ký công bố ra thì cái giác ngộ giải thoát người ta mới hiểu được. Vì thế mà mấy cái cốt chuyện mà vua Lương Võ Đế tưởng đâu cất chùa lớn rồi đổ tăng nhiều là có công đức, ông không hiểu. Mà khi nói thật ra thì ông chửi rồi, ông chửi ông Bồ Đề Đạt Ma liền, thấy không? Mà nói đúng ra đó, ông Bồ Đề Đạt Ma là cũng thử thôi, chứ sự thật mà ông cắt nghĩa chi tiêu chùa Tân Diệu thì chắc lẽ cô không chửi được đâu. Có chửi ban đầu và lúc sau cũng nghe. Và có nhiều người đó, nhiều người muốn đi tới chùa Tân Diệu để nghe, đã tu lâu năm. Tôi nói muốn đi thì làm ơn, không có mặc áo. Tôi không có tiếp riêng nha, lại đây muốn làm vậy làm, muốn nghe chứ tôi lại đây không có tiếp riêng. Muốn hỏi gì trong lúc tôi nói á, thì muốn hỏi gì thì hỏi, chứ hoàn toàn tôi không tiếp riêng. Nên nhớ một cái điều, bởi vì tôi cũng ngại cái với mấy ông thầy tu, tôi không dám.
Bởi vì dù muốn không mà tôi lấy thấy ổng tôi phải xá luôn chứ tôi đâu dám nói gì. Rồi hỏi tiếp đi.